Tính đến nay đã gần 14 năm sau ngày khởi công, dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, sau đây gọi tắt là khu đô thị Đại Ninh ở Lâm Đồng của công ty Sài Gòn Đại Ninh vẫn chỉ là một vùng đất bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, thậm chí xung quanh khu vực đã được người dân trưng dụng để thả bò, phơi nông sản. Chính dự án này đã khiến nhiều lãnh đạo của tỉnh Lâm Đồng vướng phải vòng lao lý. Bí thư chủ tịch cùng bị khởi tố Cụ thể, vào thời điểm cuối năm 2010, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã cấp giấy chứng nhận cho công ty Sài Gòn Đại Ninh do ông Nguyễn Cao Trí là người đại diện pháp luật để thực hiện dự án. Dự án có tổng vốn đầu tư là 25.243 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng gần 3.600 ha, trải rộng trên địa bàn 4 xã là Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hìn và Ninh Loan của huyện Đức Trọng. Tuy nhiên, trong quá trình được tính lâm đồng giao đất, giao rừng để thực hiện dự án, chủ đầu tư đã để mất trên 368 ha, trong đó bị phá mất 257 ha và người dân lấn chiếm là 111 ha. Đến tháng 6 năm 2020, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án và đề nghị Ủy ban Nhân dân tính Lâm Đồng chấm dứt hoạt động thu hồi dự án này Đáng chú ý, vào thời điểm tháng 1 năm 2024, cả bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đều bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an bắt giam do liên quan đến dự án khu đô thị Đại Ninh. Trong đó, ông Quận bị khởi tố bắt giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, còn ông Hiệp thì bị điều tra về hành vi nhận hối lộ. Trước đó vào tháng 3 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố vụ án nhận hối lộ, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh, Tránh thanh tra tỉnh Lâm Đồng để điều tra về tội nhận hối lộ. Theo cơ quan chức năng, ông Ánh đã nhận hối lộ từ đại gia Nguyễn Cao Chí, là chủ dự án khu đô thị Đại Ninh. Đến tháng 8 năm 2023, bà Trần Bích Ngọc là vụ trưởng vụ theo dõi công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, sau đây gọi tắt là vụ 1, văn phòng chính phủ bị Bộ Công an khởi tố bắt giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo tài liệu điều tra xác định, bà Trần Thị Ngọc đã lợi dụng vị trí công tác làm trái chức trách nhiệm vụ được phân công trong việc giải quyết thanh tra khiếu nại đối với dự án khu đô thị Đại Ninh. Hành vi của bà Ngọc và các bị can trong vụ án nhận hối lộ này đã gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước. Tháng 12 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục triệu tập nhiều lãnh đạo cán bộ của tỉnh Lâm Đồng để làm rõ một số vấn đề liên quan đến siêu dự án nêu trên. Được đại biểu chất vấn trên nghị trường Quốc hội, cũng liên quan đến dự án Đại Ninh, tại phiên chất vấn vào ngày 7 tháng 11 năm 2023, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, đại biểu Lê Thanh Vân đoàn Cà Mau đã đặt vấn đề căn cứ vào đâu, yêu cầu nào mà tháng 7 năm 2021, Tổng Thanh tra Chính phủ thành lập tổ công tác để thanh tra lại kết luận thanh tra của đoàn công tác vào năm 2020. Việc thành lập tổ công tác để thanh tra lại kết quả của đoàn thanh tra có đúng luật theo ông vân trong vụ án đại ninh tổ công tác đã thay đổi kết luận của đoàn thanh tra từ kết luận sai pháp luật yêu cầu thu hồi dự án chuyển sang giãn tiến độ điều chỉnh dự án gia hạn cho nhà đầu tư điều này đại biểu lê thanh vân nhấn mạnh là trái pháp luật về vấn đề này tổng thanh tra chính phủ đoàn hồng phong khẳng định đây là việc ra soát sửa đổi bổ sung kết luận thanh tra chứ không phải là thanh tra lại Cơ sở pháp lý để thanh tra chính phủ lập đoàn tổ công tác là thực hiện đúng theo luật tổ chức chính phủ và quy chế làm việc của chính phủ. Trước khi ban hành kết luận thanh tra, thanh tra chính phủ đã báo cáo với thủ tướng, thông thường là phó thủ tướng tổ chức họp với các bộ ngành, thống nhất và cho ý kiến đồng ý thì thanh tra chính phủ mới ban hành Ông Phong khi đó cũng đã khẳng định là thanh tra chính phủ đã báo cáo kết quả ra soát dự án Đại Ninh và được chính phủ, phó thủ tướng trực tiếp đồng ý cho điều chỉnh thì thanh tra chính phủ mới tiến hành. Các sai phạm liên quan đến dự án này đang tiếp tục được công an điều tra làm rõ. Theo công văn do thiếu tướng Trần Minh Tiến, Phó Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ký gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, hiện cơ quan này đang tiến hành điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết theo quyết định khởi tố vụ án vào ngày 1 tháng 3 năm 2023. Căn cứ các quy định pháp luật, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở ban ngành có liên quan ra soát, cung cấp thông tin tài liệu và tạm dừng giao dịch không cho chuyển nhượng, mua bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp đối với tài sản gồm bất động sản, cổ phần, cổ phiếu của 12 cá nhân vừa bị khởi tố trong vụ án trên. Các cá nhân gồm Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, Sa Dương Thắng, cựu Giám đốc Sở Xây dựng Bình Thuận, Đỗ Ngọc Điệp, cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết, Hồ Như Hải, cựu Phó Giám đốc Công ty Cổ phần thẩm định giá miền Nam chi nhánh Bình Thuận, Lê Anh Huy, cựu Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Chi cục Quản lý đất đai Bình Thuận, Nguyễn Xuân Phong, cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế Bình Thuận và 6 cá nhân đang chấp hành án phạt tù trong vụ án khác là hồ lâm lê nguyễn thanh danh cựu giám đốc và phó giám đốc sở tài nguyên môi trường bình thuận nguyễn thanh cho cựu tri cục trưởng tri cục quản lý đất đai sở tài nguyên môi trường bình thuận lê nam hưng cựu tránh văn phòng sở cựu phó tri cục trưởng tri cục quản lý đất đai sở tài nguyên môi trường bình thuận nguyễn văn phong cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận cựu phó giám đốc sở tài chính bình thuận thường trực hội đồng thẩm định giá đất tỉnh bình thuận Hồ sơ tài liệu liên quan 12 cá nhân trên gửi về cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an trước ngày 9 tháng 5 năm 2024. Trước đó vào ngày 23 tháng 4 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng hình sự đối với 12 trường hợp trên về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Sau khi được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, trong hai ngày là ngày 25 và ngày 26 tháng 4 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và thực hiện lệnh khám xét nơi ở của các bị can trên. Trong số các bị can trên, có bị can Nguyễn Xuân Phong được tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú theo cống thông tin điều tra bộ công an mở rộng vụ vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án khu đô thị du lịch biển phan thiết tại phường phú thủy thành phố phan thiết tỉnh bình thuận do công ty cổ phần dạng đông làm chủ đầu tư Chiều ngày 26 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 12 bị can về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, quy định tài khoản 3, điều 219 Bộ Luật Hình sự. Cụ thể ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 người gồm ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, Sa Dương Thắng, nguyên giám đốc Sở Xây dựng, nguyên bí thư huyện ủy Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, Đỗ Ngọc Diệp, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết, Hồ Như Hải, nguyên phó giám đốc công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá miền Nam chi nhánh Bình Thuận, thẩm định viên về giá và Lê Anh Huy, nguyên trưởng phòng hành chính tổng hợp thuộc chi cục quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận. C03 còn ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Xuân Phong, nguyên phó cục trưởng cục thuế tỉnh Bình Thuận đồng thời ra lệnh khám xét chỗ ở đối với 6 bị can gồm Lê Tiến Phương, Sa Dương Thắng, Đỗ Ngọc Điệp, Hồ Như Hải, Lê Anh Huy, Nguyễn Xuân Phong. Sau khi được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ năm phê chuẩn, trong hai ngày, ngày 25 và ngày 26 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành lệnh quyết định tố tụng hình sự theo đúng quy định. Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 6 trường hợp một nguyễn văn phong nguyên phó giám đốc sở tài chính nguyên thường trực hội đồng thẩm định giá đất nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận 2. hồ lâm nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận 3. nguyễn thanh danh nguyên phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận 4. nguyễn thanh cho nguyên tri cục trưởng tri cục quản lý đất đai tỉnh bình thuận 5. lê nam hưng nguyên phó tri cục trưởng tri cục quản lý đất đai tỉnh bình thuận và 6. Phạm Duy Cường, nguyên phó trưởng phòng phụ trách phòng kinh tế đất, tri cục quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận, nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận. Hiện 6 bị can này đều đang chấp hành án phạt tù trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, tỉnh Bình Thuận. Vào lúc 13 giờ 30 phút chiều ngày 26 tháng 4, Xe của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đồng loạt xuất hiện tại nhà riêng của nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận. An ninh tại các khu vực trên đều được thắt chặt do lực lượng cảnh sát và bảo vệ dân phố Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Trên đường Nguyễn Tương, phường Phú Thủy, Phan Thiết, nhiều cảnh sát đi trên hai xe mang biển 80A của cơ quan cảnh sát điều tra đã vào nhà ông Lê Tiến Phương, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Cạnh đó trên đường Tuyên Quang, các cảnh sát cũng đã vào nhà của ông Sà Dương Thắng, nguyên giám đốc Sở Xây dựng Bình Thuận. Nguyên Bí thư huyện ủy Bắc Bình. Trên đường Hùng Vương, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng vào nhà ông Nguyễn Xuân Phong, cựu cục phó cục thuế Bình Thuận. Một nguồn tin cho biết, đây là động thái mới nhất của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Được biết, tới thời điểm hiện tại có ít nhất 6 người là cán bộ, cựu cán bộ tỉnh Bình Thuận liên quan đến vụ án này.